trường Đại học Paris 7 ở thủ đô Paris. Đây là nơi nhà sử học, giáo sư Georges Boudaren đã giảng dạy trong nhiều năm. Tại nhà sách Lamarckton nằm kế bên trường, trong số rất nhiều tác phẩm về Việt Nam, cuốn sách mang cái tên giản dị, Giáp của Georges Boudaren luôn có một vị trí trang trọng. Georges Boudaren là một tác giả lớn về Việt Nam. Cuốn sách về tướng Giáp của ông được ra đời vào năm 1977 và đã được tái bản nhiều lần tại Pháp. Cuốn sách này và những công trình nghiên cứu của ông giúp độc giả có một cái nhìn đa chiều và khách quan về lịch sử hiện đại Việt Nam. Trong cuốn sách của mình, Georges Boudaren đã tái hiện lại cuộc đời của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp từ khi còn là một cậu học sinh trung học cho đến những dấu mốc lớn sau này, đặc biệt là dấu ấn của ông trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đối với giới nghiên cứu phương Tây, điều thú vị là cuốn sách đã cho họ thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có nhân dân Việt Nam cùng kề vai sát cánh. Cụm từ chiến tranh nhân dân đã trở thành khẩu hiệu động viên toàn thể dân tộc, giải thích tại sao Việt Nam lại chiến thắng.